xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Zone. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Top Zone 165 API Khánh Hội. Và sở dĩ mà là mình có mặt tại đây sáng hôm nay là bởi vì mình vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là đi mua iPhone 14 Pro Max cho sếp của mình. Thật gì trước tiêu tiền thì là nghề của mình. Tiêu tiền thì là nghề của mình. Cho nên là bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình đi vào trong và khám phá, trải nghiệm cái không gian mua hàng tại Top Zone API Khánh Hội. Và để xem thử là hôm nay có ưu đãi gì đặc biệt không nhé. Let's go. Đẹp quá má ơi. Wow, đây các bạn ơi, và thế là mình đã hoàn thành xong thử thách của sếp mình, đó chính là mang về một chiếc iPhone 14 Pro Max màu deep purple. Như ở một cái clip trước thì mình có từng nói là mình yêu cái màu tím này ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đó chính là lần đầu tiên mà mình đi mua một chiếc iPhone 14 Pro Max, thì đây chính là lần thứ hai và mình vẫn yêu như lần đầu. Phải nói là lúc mà cầm cái iPhone 14 Pro Max trên tay thì cảm giác rất là đã, rất là thích và rất là tiền. Thôi, gọi là thích ý, sang ý, cực kỳ là sang trọng luôn ý. Ôi dồi ôi. Em gửi chị sản phẩm này nha. Hiện tại giống như là chương trình của mình, khi mà mình tham gia trong sự kiện lần này á, thì mình mua sản phẩm á, thì mình có một cái suất được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng quay số ngẫu nhiên ở bên em. Thì phần quà nó lên tới 53 triệu đồng. Trời ơi, ghê chưa. Oh my god. Thì sản phẩm phần quà nó gồm là một iPhone 14 Pro Max 128GB, một đồng hồ Series 8 Apple Watch, rồi gồm một cái AirPods Pro 2. Okay. Dạ, trong cái đợt này á thì nó cái chương trình nó sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11. Trong cái chương trình đó thì giống như là chị có mua sản phẩm mới như iPhone hay là những cái sản phẩm đồng hồ, MacBook thì mình sẽ được tham gia cái chương trình đợt này. Vậy thì trong cái chương trình lần này thì những cái chương trình sale như nào anh? Sẽ được giảm giá như nào ạ? Thì trong cái khoảng thời gian là ngày 6 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11 á, thì mình mua iPhone nó sẽ giảm đến 8 triệu, mua iPad giảm đến 7 triệu, mua MacBook và Apple Watch thì nó giảm tới 5 triệu rưỡi, và mua phụ kiện giảm đến 40%. Oh wow, các bạn ơi, như vậy là từ ngày mùng 6 đến 30 tháng 11 thì đối với tất cả các đơn hàng iPhone mới chính hãng tại toàn bộ các chi nhánh của Top Zone trên toàn quốc thì chúng ta sẽ có cơ hội được trúng một combo lên đến 53 triệu đồng, bao gồm một bao gồm một cái iPhone 14 Pro Max 128GB này, một chiếc Apple Watch Series 8 và một AirPods Pro 2. Và bên cạnh đó thì trong cái dịp sinh nhật Top Zone 1 tuổi này thì Top Zone cũng có rất là nhiều chương trình ưu đãi khủng. Ví dụ như là mua iPhone thì được giảm giá đến 8 triệu anh ha. Rồi mua iPad thì được giảm giá đến 7 triệu. Còn đối với các đơn hàng như là MacBook hoặc là Apple Watch thì sẽ được giảm đến 5,5 triệu và mua phụ kiện thì được giảm lên đến 40%. Và nếu như các bạn cũng có hứng thú với các cái chương trình khuyến mãi của Top Zone lần này thì mình sẽ để cho các bạn một cái đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và bây giờ thì bye bye anh em về.